Chào các bạn làm cây vậy. Vấn đề làm cây vậy là một vấn đề rất nan giải, rất trăn trở, băn khoăn đối với anh em làm vải. Bởi vì với nông nghiệp Việt Nam thì chúng ta biết là sản xuất nhỏ, sản xuất hộ gia đình, phụ thuộc thị trường, đặc biệt cây vải phụ thuộc thị trường Trung Quốc. Vải thiều ấy, vải Thanh Hà. Cho nên thường là cứ mất mùa ít thì mới được giá. Mà được mùa thì lại mất giá. Cung quá cầu. Đường xá, cơ sở vật chất, hạ tầng vân vân. Cho nên đôi khi được mùa chưa hẳn là tốt. Bởi vì được mùa thì cùng nhau chúng ta được. Cùng nhau chúng ta chăm, cùng nhau chúng ta phun. Cùng nhau mất tiền đầu tư. Nhưng bán rẻ cuối cùng nhiều khi là mất mùa. Được mùa chưa hẳn là tốt. Cho đôi khi mất mùa lại tốt. Bởi nếu mất mùa thì những ai mất bỏ luôn vườn đi làm việc khác để kiếm tiền. Đấy. Còn ai được mùa thì người đó đầu tư và có tiền. Cho nên để mà thời tiết thuận lợi cùng nhau được mùa thì chưa hẳn đã là tốt. Nhưng thời tiết bất thuận được mùa không khéo lại là hay hơn. À, thời tiết bất thuận mất mùa lại hay hơn. Thì các bạn mà xem kênh mình ngay từ đầu thì các bạn hiểu mình làm kênh YouTube. Thực tế không phải mình làm kênh YouTube mà là chỉ là mình ngẫu nhiên mình đăng lên YouTube giống như anh em làm đăng các kỷ niệm của mình lên lên trên Facebook. Mình đăng rất nhiều kỹ thuật nhưng thật ra chốt lại ngắn chỉ có vài dòng thôi. Vài dòng. Những năm trước bởi vì anh em ở Lục Ngạn mình chúng ta thường hay sử dụng kỹ thuật khoanh hay là người làm vải sử dụng kỹ thuật khoanh. Thì mấy năm trước mình nghiêng sang chia sẻ anh em một kỹ thuật dùng hóa chất, đó là dùng HTC, MKP, NPK dầu kali, tóm lại là dùng phân và hormone để can thiệp. Tuy nhiên mình vẫn khẳng định là kỹ thuật khoanh là một trong kỹ thuật làm vải tốt nhất. Đấy. Nhưng mấy năm trước mình đã dùng hóa chất, đã dùng các loại phân, vải thiều mình 4 năm mình không khoanh. Nhưng năm nay mình lại khoanh, còn nguyên nhân thì các bạn hiểu rồi. Mình đang chuyển dần sang cây vải, à cây cảnh. Cho nên khi vải mình làm nó sớm, mình phải khoanh sớm. Nên năm nay mình chỉ khoanh thôi, chưa chắc mình đã phun HTC. Nhưng mình vẫn chốt lại như sau. Cách làm vải của mình thành một công thức cố định bao nhiêu năm nay. Trước khi ra hoa, 45-50 ngày là vải đó thành thục và bánh tẻ khoanh. Phun HTC hoặc khoanh và không phun, hoặc không phun, không khoanh. Ví dụ năm 2023, mình 22 không khoanh, vải mình đất quả, vải thiều đều ra hoa đậu quả hạ. Vậy là mọi năm mình đã dùng cái kỹ thuật phun hóa học, năm nay mình chỉ dùng kỹ thuật là khoanh. Nhưng vì mình không can được cho nên mình khoanh sớm. Nhưng vải mình bây giờ rất là ok, rất ổn, không nhũ lọc, không sao cả. Thì mình chốt lại cái quy trình làm việc của mình chính là như vậy thôi. Trước khi ra hoa 45-50 ngày, vải chúng ta thành thục bánh tẻ khoanh và phun HTC. Hoặc chỉ khoanh, không phun HTC, hoặc phun HTC và không khoanh. Hoặc có thể thuận lợi là không khoanh, không làm gì, căn lọc đúng khi ra hoa, trước khi ra hoa 45-50 ngày. Thứ hai, kỹ thuật khoanh. Nếu phải chúng ta ra sớm, thì chúng ta khoanh sớm, sợ ra lọc, sợ cây nhiều lọc, khoanh sớm, khoanh non. Để cây nó vừa già nhanh, nhưng nó lại không xanh đậm và nó giữ lọc. Khoanh rộng là cây không liền. Cây ra lọc chậm, à, ra liền chậm, ra hoa chậm. Chính là năm nay mình đã làm. Thứ hai, nếu dùng HTC, nếu vải các bạn mà ra sớm, thì chúng ta có thể dùng HTC 2 lần. Ví dụ, vải mình đông chín mình dùng HTC, là cách đây khoảng độ 19-20 ngày nữa, mình ra HTC, còn vải thiều là đúng. Nhưng giả sử vải mình ra sớm quá, thì mình cũng thể phun trước HTC trước khoảng một tháng. Ví dụ như là thời gian trước, cách đây khoảng 10 ngày vải mình nhũ lọc, có thể mình phun HTC. Đấy, khoảng 10 ngày trước nhá. Nhưng đồng chí mình phun được cách nhau một tháng, thì là không sao. Đấy, thì không sao. Còn bây giờ, mình nói khoanh rồi, và phun HTC. Nếu vải chúng ta mà ra sớm, chúng ta khoanh rộng, khoanh non, để vải nó già rất nhanh, già chậm. Nhưng sau đó nó già rồi, nó vàng, nó không già nữa. Nó già chậm liền chậm. Thì đến thời gian mà nó ra hoa, đậu quả, thì bắt đầu đậu quả thì bắt đầu nó liền.
Còn nếu ra sớm mà chúng ta không muốn khoanh sớm, chúng ta phun HTC. Vì trước thì ra hoa 45 ngày, là trước một tháng đó, là trước khoảng độ 45 ngày cộng thêm một tháng, là khoảng độ 75 ngày. Thì chúng ta có thể phun được, và trước khi ra hoa 45 ngày chúng ta phun lần hai cũng được. Đấy. Còn mình chốt lại thời gian ra hoa của các loại vải để mình tính ngược. Sang năm mình cứ thế mình làm nhá. Mình chỉ dùng một kỹ thuật khoanh và kỹ thuật phun. Sang năm 2024 sang 23, mình sẽ sử dụng hai kỹ thuật làm 6 cây. Bởi vì ba loại vải Thanh Hà, Vu Hồng, Vải Thiều. Ba cây này chỉ dùng một kỹ thuật khoanh. Và ba cây Thanh Hà, Vải Thiều, Vu Hồng chỉ dùng một kỹ thuật phun HTC. Mình sẽ nói lại, kỹ thuật khoanh là mình cho cây vải ra ngẫu nhiên, xong ba lần lọc mình khoanh. Vải Thanh Hà, Vu Hồng và Vải Thiều chỉ khoanh không. Nếu rộng, nếu sớm thì khoanh rộng và khoanh giống non. Nếu vừa đúng thời gian đông chí hoặc trước khi ra hoa 45 ngày thì khoanh vừa. Còn một kỹ thuật nữa là dùng HTC một lần duy nhất, đó là trước khi ra hoa 45 ngày phun một lần HTC. Mình không quan tâm lọc đó như thế nào, 4 lần lọc, 5 lần lọc, 6 lần lọc hay là N lần lọc kệ. Chỉ cần chăm lọc tự nhiên rồi trước khi ra hoa 45 ngày mình phun một lần HTC. Vậy muốn biết được trước khi ra hoa 45 ngày phun lần HTC, mình sẽ dùng bài tính ngược. Thành công thức như sau: vải thiều à vải u hồng ra hoa cuối tháng 12 đầu tháng 11 à cuối tháng 1, vậy là mình tính 31 tháng 12 nhá. Thì mình trừ ngược đi 40 50 ngày, vậy là mình trừ 40 ngày là 20 tháng 11 mình phun HTC. Vải Thanh Hà là giữa tháng Giêng, tức là 15 tháng Giêng ra hoa. Thì mình trừ đi 45 ngày, vậy là mình tính 12 mùng 10 tháng 12 mình phun HTC. Còn vải thiều đúng đông chí mình phun HTC. Vậy là mình chốt lại video như thế nhá. Sang năm mình chỉ phun một lần HTC này cho ba loại vải đúng thời gian như mình vừa nói. Vu Hồng 20 tháng 11, Thanh Hà mùng 10 tháng 12, Vải Thiều 22 21 tháng 12 hết. Đấy. HTC đại ngàn hoặc là cái này nó đều là một công ty thôi nhá. Như các bạn dùng sản phẩm dùng không nên thắc mắc cái vấn đề này, kệ đó, nó vẫn là nó thôi. Đấy. Đấy. Vậy là mình sẽ nói lại, sang năm mình sẽ bỏ 4-6 cái vải để làm video chia sẻ. Chỉ dùng một biện pháp kỹ thuật duy nhất. Một khoanh, hai là phun HTC. Nếu khoanh, mình cho ra lọc tự nhiên và HTC cũng cho ra lọc tự nhiên. Nếu khoanh, sau khi xong 3 lần lọc, nếu còn sớm thì khoanh lọc rộng, vàng, đỏ khi để cho lọc thành lọc chậm. Và muộn thì khoanh hẹp dần. Muộn nữa thì khoanh hẹp. Đến thời gian trước khi ra hoa 45-50 ngày thì khoanh vừa. Thứ hai, phun HTC thì mình cũng cho ra lọc ngẫu nhiên và không cần biết nó lọc 4, lọc 5 hay lọc 3 hay lọc mấy. Trước khi ra hoa 45 ngày mình phun HTC. 20 tháng 11 phun U Hồng. Mùng 10 tháng 12 phun Thanh Hà. 20, 21, 22 từ đồng chí ấy, như cơ bản là sợ. Cơ bản mình nói xong sợ trời mưa nhá, mình lệch nhá. Từ 22 đi, tháng 12 phun Vải Thiều. Thế thôi nhá. Cảm ơn các bạn xem video. Khi chúng ta phun HTC, chúng ta không quan tâm vải đó như nào đâu. Mình làm rất nhiều video vấn đề này rồi. Lọc da thì nó ức chế lọc. Lọc non thì nó diệt lọc. Lọc đã tở lá lụa thì nó làm lọc mau thành thục. Cho nên trong HTC họ hướng dẫn là phun trước khi ra hoa. Trước khi ra hoa 20-25 ngày. Nhưng mình lại chia sẻ với các bạn phun trước ra hoa 40-50 ngày. Như mình vừa nói, mình làm sớm hơn so với chia sẻ hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. Bởi vì khi cây vải chúng ta nó liên quan đến nhiều vấn đề. Như vải thiều chúng ta ra muộn, đỗ hoa muộn thì càng tốt. Như vậy sớm Thanh Hà
u hồng và vải u trứng trắng ra lại càng sớm càng tốt. Cho nên mình dùng sớm để làm gì? Chính là như mình vẫn nói, bốn tác dụng. Phun khi chuẩn bị nhú lọc, lọc già để ức chế lọc, lọc non thì diệt lọc, lọc lá lụa, lọc tở thì mau thành thục. Và làm sớm để chúng ta còn thời gian chúng ta căn chỉnh sửa, nếu không may chúng ta phun nó hỏng. Và phun như thế để là đỡ mạo hiểm. Thôi mình dừng video nhé, mình nói mãi cho các video rồi. Cảm ơn các bạn xem video, chúc các bạn buổi trưa ăn cơm ngon miệng, vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Thời gian bây giờ là xem nào, mình phải bỏ cái HTC để xuống đã. 12 giờ 15 phút thứ 6 ngày 30 à ngày mùng 1 tháng 12 năm 2023, tức là ngày 19 tháng 10 năm Quý Mão. Cái đồng hồ mình nó nhảy lộn xộn, tưởng là ngày 31 hay mùng 1 tháng 12 nhá. Cảm ơn các bạn xem video, chúc các bạn buổi trưa ăn cơm ngon miệng, vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình nhá.